Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay giới thiệu cho anh em một mẫu mini bike, dòng xe đạp điện trợ lực, mà có thể nói là cái dai của nó là dai mini bike. Cái kích thước bánh của nó là 14 inch, kích thước bánh là 14 inch, và chiếc này là của hãng Engwi. Hãng Engwi là chuyên sản xuất những cái dòng xe rất là nổi tiếng mà mình hay review rồi, đúng không ạ? Và chiếc xe mini bike này sẽ phù hợp cho những bạn nào nhỏ xinh xắn, đúng không ạ? Và mua có thể mua về cho các mẹ đi chợ cũng được, hay là các bạn học sinh, rất là ok. Và mình sẽ đọc qua thông số này, cấu hình này và chi tiết cận cảnh chiếc xe này. Và Engwi T14 này thì với kích thước lốp, kích thước bánh là 14 inch, và bánh vẫn là có xăm bình thường, và đi đường thì rất là nhỏ nhẹ, nhỏ gọn, các bạn có thể gấp gọn bỏ vào bất kỳ một chiếc ô tô nào. Và chiếc xe T14 này cực kỳ dễ sử dụng, các bạn chỉ cần có một cái chìa khóa này đấy, bật như này cái vặn ga là đi luôn đấy, thấy chưa đấy. Ngoài ra các bạn có thể đạp như này thì nó lại tương đối là nhẹ đấy, rất là nhẹ nhàng. Và pin của con này thì các bạn nhìn thấy to như này mà, đúng không ạ? Nếu mà các bạn đạp trợ lực, tức là mình vẫn cần phải đạp cho nó nữa ấy, thì đi được 80 cây mới hết pin, rất là ok, đúng không ạ? Còn nếu mà các bạn vặn ga không ấy, tức là ngồi lên và vặn ga và đi, thì chỉ đi được tầm 33 đến 35 km là hết pin. Thì tất nhiên rồi, vặn ga thì chắc chắn là nó sẽ tốn pin hơn là đạp trợ lực, đúng không ạ? Còn tốc độ của chiếc xe này thì như nào? Cái bánh nhỏ như này thì nhiều người mới hỏi là cái tốc độ thì nó có đi được nhiều, đi được tốc độ cao hay không. Thực ra là chiếc xe này vừa nhỏ nhưng lại rất là có võ, đi được 33 km/h. Wow, ngồi lên như này mà đi 33 km/h là tốc độ cũng hơi cao đấy, nhưng không sao. Các bạn để chế độ này, nó chỉ có 2 nấc đấy, các bạn vặn ga nó phù hợp thôi, nó rơi vào tầm khoảng 25 đến 27 km/h là mình thấy là như vậy là quá hợp lý rồi, phù hợp cho các bạn học sinh, các mẹ tầm 50, 60, 70 đi thoải mái, các bà cũng đi được. Và chiếc xe này thì có thiết kế rất là đẹp, có gác ba ga ở sau, có đệm luôn này, đây, phuộc này, đấy, phuộc hai nhá, hai phuộc ở sau nhá, rất là ngon này, phuộc treo nhá, cực kỳ êm, phuộc giữa này, đấy, cái yên xe này, ôi rồi, chị em nào mà mông to ngồi thoải mái, không lo bị đau mông, rất là ok này. Có gác ba ga, có yên béo rất là to bản luôn này, ngồi rất là êm luôn này, ngồi êm. Thế chiếc này thì có nâng lên được cao không? Các bạn có thể nâng lên thậm chí là 1m8 cũng đi được, chứ không phải là 1m7, mà tối thiểu là 1m35 cũng đi được. Đấy, nó rất là hay, có thể nâng được cả cái này lên, nâng được cả cái tay lái lên, nâng được cả yên xe lên, rất là dễ dàng. Gấp gọn thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần mở ra và gấp bỏ vào ô tô, rất là dễ. Và động cơ con này nó không phải là động cơ 250W đâu, nó là 350W đấy anh em ạ. Nó vừa nhỏ vừa có võ, và động cơ khỏe, pin tốt, có thể đạp được, đạp thể dục được đấy. Và chiếc này thì có một nhược điểm. Nhược điểm của con T14 ấy, là nhược điểm của con T14 này ấy, nó là nặng 31kg. Nặng 31kg cho nên là nếu mà mình nâng lên xe hay là gấp gọn mình bỏ vào ô tô ấy, thì nó có thể là hơi nặng một xíu, đúng không ạ? Là 31kg. Con này nó có chuông này. Chuông này thì gọi là chuông xe đạp, thì tất nhiên thì cho nó đẹp và thời trang thôi, chứ còn nó cũng không phải là quá là ok như kiểu xe máy đâu, đúng không ạ? Vâng, mà chiếc này các bạn có thể lắp thêm ghế trẻ em ở trước, bên mình có bán thêm ghế trẻ em. Lắp một cái ghế trẻ em ở trước thì nó rơi vào tầm 500.000, là bạn có thể chở em bé hoặc là chở thêm một người ở sau nữa, và đi lại rất là thuận tiện cả gia đình luôn, đúng không ạ? Trong hộp của nó thì nó có tặng thêm một chiếc túi đi chợ, nó có vẻ là chiếc túi bằng vải, nhưng mà trông thì cũng không phải là quá đẹp. Tuy nhiên thì quà thì mình cứ nhận thôi, đúng không ạ? Và cái này thì mình có thể bỏ vào đây cũng được, bỏ vào đây cũng được. Lắp thêm một cái giỏ bằng sắt ở trước nữa để đi chợ thì quá tuyệt vời. Vâng, và camera có thể lại gần hơn để xem được những cái phuộc rất là ngon. Hai phuộc trước này, hai phuộc lò xo trước này, rất là êm nhá, cực kỳ êm luôn đấy, nhún thì êm lắm. Đây, phuộc ở giữa xe này làm cho chúng ta ngồi nó sẽ rất là êm. Hai phuộc ở sau này, đây đúng không ạ? Và con này thì nó chỉ có, không có Shimano lip gì cả đâu, cứ như thế là đạp thôi. Và sử dụng con này thì cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần mở ra, nó có hai chìa khóa, một chìa khóa secure, cất đi, cái này cất đi,
Một chìa khóa này các bạn chỉ cần mở vặn như này. Đấy, vặn ra là đi, mà đạp nó cũng đi. Đấy, rất là dễ dùng. Còn đây là vạch pin. Màn hình này nó là rất là bền và chống nước. Nó là vạch pin, ba vạch đang là màu xanh, đúng không ạ? Còn ở sau này là quả pin. Các bạn cũng có luôn cả hai cái chìa khóa ở đây. Đây, hai cái chìa khóa bên này. Đây, các bạn muốn tháo pin thì các bạn dùng hai chìa khóa này để tháo quả pin này, đưa lên nhà để sạc. Rất là thông minh, đúng không ạ? Và chiếc xe này thì nó gấp lại được. Đây, cái chỗ gấp đây, cái này là bằng sắt iron. Đấy, làm bằng sắt, rất là chắc chắn, đúng không ạ? Cực kỳ nghề. Trọng tải con này nó lên tới 120 đến 130 kg. Các bạn nhìn như này không tin được đâu. Ngồi thoải mái luôn, nó là bằng sắt. Cái tay lái có thể nâng lên, cái này cũng có thể nâng lên. Rất là hay luôn. Đèn này, đây. Đấy, các bạn cứ bật lên cái nấc cao nhất, nó sẽ là đèn. Rất là sáng, đúng không ạ? Ok chưa? Vâng, và dòng xe này đang được bán với mức giá siêu của rẻ luôn. Và mức giá đang bán của cửa hàng MV Việt Nam, xe đạp điện trợ lực.vn. Bên mình có hai chi nhánh. Một chi nhánh ở 109 Cầu Giấy, Hà Nội. Và một chi nhánh của ở Sài Gòn là 243/34 Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hai cửa hàng đều có sẵn hàng để đi thử và mua hàng. Bảo hành tất cả chính hãng 15 tháng. Và chiếc xe này MV T14. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây là cửa hàng ở Hà Nội, 109 Trần Duy Hưng. Và một cửa hàng ở Sài Gòn là ở quận 10. Các bạn có thể qua mua hàng và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thank you.